Phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự, ba môn phân biệt. 1. Nói rõ dụng ý. 2. Giải thích tên phẩm. 3. Giải đáp thắc mắc. 1. Nói rõ dụng ý. Hai phẩm trên đã thuyết minh về phó thụ. 6 phẩm dưới là thụ mệnh, lưu thông. Căn cứ vào lời văn bản luận thì chia làm 5 phần. 1. Dược Vương tự tu hành khổ hạnh lực để lưu thông. 2. Diệu Âm giáo hóa chúng sinh tu hành khổ hạnh lực để lưu thông. 3. Quan Âm Đà La Ni dùng lực cứu các nạn cho chúng sinh để lưu thông. 4. Diệu Trang Nghiêm Vương dùng công đức thắng lực để lưu thông. 5. Phổ Hiển Trúc Lũy dùng hộ pháp lực để lưu thông. Trúc Lũy đã trình bày ở trên, còn hộ pháp thì chỉ có 1. Dược Vương lúc ấy ở tại pháp hội nghe Phật nói về mình trước kia đã từng thiêu thân, đốt tay, tự tu hành khổ hạnh để lưu thông chính pháp, làm lợi ích cho pháp hội đương thời, cho nên mới có phẩm này. 2. Giải thích tên phẩm. Dược là công hiệu thần kỳ có thể trị được bệnh tật. Vương là có uy lực tự tại. Bản là nhân do, sự là thể nghiệp. Này vị Bồ Tát, này nguyện làm cây thuốc để trị bệnh kinh niên bát trần, để trừ bệnh nặng thất lậu, thế lực vô song, uy thần hiếm sánh, cho nên gọi là Dược Vương Bồ Tát. Này trong phẩm này kể về bản nhân, tức là sự tu hành của vị ấy để làm lợi cho pháp hội đương thời, cho nên gọi là phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự. 3. Giải đáp thắc mắc. Hỏi: Bồ Tát về nguyện lực thần công đều bằng nhau, cớ sao chỉ có một mình vị này gọi tên là Dược Vương? Đáp: xét về công đức, căn cứ vào hạnh quả thì không khác nhau, nhưng nguyện lợi tha tu nhân xưa cũng hơi khác nhau. Chỉ như hạnh nguyện cứu sinh bạt khổ các Bồ Tát đều giống nhau, nhưng riêng một mình Ngài Quán Âm được gọi tên là cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm. Còn Dược Vương có sự thắng trội riêng, há lại không được lấy hạnh đặt tên như thế ư? Kinh văn: bấy giờ Túc Vương tới nghe đều hoan hỉ, tán giảng toàn văn phẩm này chia làm 6 đoạn lớn. 1. Đầu tiên là Túc Vương Hoa hỏi. 2. Như Lai giải đáp. 3. Đoạn từ nếu lại có người đem 7 thứ báu chứa đầy tam thiên đại thiên trở xuống, tán thán diệu đức của kinh. 4. Đoạn từ Túc Vương Hoa nếu có người nghe phẩm Dược Vương Bồ Tát Bản Sự này trở xuống, tán thán sự phó trúc, phó thủ thắng diệu. 5. Đại chúng đương thời được lợi ích. 6. Phật Đa Bảo tán dương. 2. Đoạn này đều ở cuối phẩm, đây là đoạn đầu có 3. 1. Hỏi 2 thỉnh 3 biện thỉnh ý. Tú Vương Hòa hỏi: từ đời xưa Túc đến nay đều trì kinh Pháp Hoa, tự tại như vua, vương ở đây gọi là Túc Vương Hòa. Kinh Bảo Vân nói rằng Bồ Tát có 10 pháp gọi tên là cây thuốc lớn. Ví như cây thuốc gọi là thiện kiến, nếu có chúng sinh nào được rễ, củ, cành, lá, hoa, quả của nó thì cũng nhìn thấy sắc, ngửi thấy hương, nếm thấy vị, được tiếp xúc, cảm nhận được 10 pháp này thì mọi bệnh đều chữa khỏi. Bồ Tát cũng thế, từ lúc mới phát tâm đã vì các chúng sinh có biết bao nhiêu thứ bệnh phiền não mà dựa vào thí giới nhẫn cần định tuệ để cứu sống được họ. Có người nhờ thấy pháp, có người nhờ nghe âm thanh, có người nhờ biết mùi vị, có người nhờ đồng sự mà được kiếm sống. Bồ Tát tùy ứng dẫn đạo khiến cho họ được lợi ích. Cho nên gọi Bồ Tát là cây thuốc vì có thể trừ bệnh phiền não, cứu sống được tuệ mạng. Du là phương pháp du hóa lợi ích tế độ, làm lợi lạc cho chúng sinh, bao nhiêu vân vân, là hỏi về các khổ hạnh khác nhau. Đó là thiêu thân đốt tay để cúng giảng chính pháp. Kinh văn: bấy giờ Phật bảo tới thuyết kinh Pháp Hoa, tán giảng dưới là đoạn lớn thứ hai. Như Lai giải đáp cho có 4 phần: 1. Kể về thời gian. 2. Thuyết minh về Phật. 3. Nói rõ việc tu hành. 4. Hội họp xưa nay, đây là 2 phần đầu. Trong phần thuyết minh về Phật có 7 thứ: 1. Danh hiệu. 2. Quyến thuộc. 3. Trụ thọ. 4. Không ác. 5. Tướng cõi Phật. 6. Lâu đài, cây cối trang nghiêm. 7. Kinh pháp sở thuyết. Kinh văn: Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hỷ kiến tới, hiện nhất thiết sắc thân tam muội.
Tán rằng đây là phần thứ ba nói về sự tu hành có ba mục: một, tinh tiến đắc định; hai, cúng dường Phật pháp; ba, cúng dường xá lợi. Đây là mục đầu. Đắc định này rồi thì có thể tùy ý mà hiện thân, sơ địa thể đắc, bát địa thì được tự tại, thập địa thì trong bình đẳng, có thể tùy theo sự ưa thích của chúng sinh mà thị hiện, vì sơ địa đã đắc định. Kinh Vô Cấu Sư cũng có Bồ Tát này. Kinh Văn Đắc Tam Muội này rồi tới và Kinh Pháp Hoa tán rằng đây là phần thứ hai cũng giảng Phật pháp có bảy mục: một, hỷ niệm cúng dường; hai, nhập định khởi thần thông; ba, lại nghĩ là chưa đầy đủ; bốn, thiêu thân để cúng dường; năm, quang minh chiếu xa; sáu, chư Phật cùng tán thán; bảy, thời gian thiêu thân. Đây là mục đầu. Kinh Văn tức thì nhập định này tới để cúng dường Phật. Tán rằng đây là nhập định khởi thần thông có ba thứ: một, lúc mới nhập định thì đổ mưa hoa; hai, đổ mưa trên đàn; ba, đổ mưa hương hải thử hạn trên đàn. Kinh Văn cúng dường như vậy rồi tới đem thân ra cúng dường. Tán rằng đây là mục thứ ba, lại nghĩ là chưa đủ. Kinh Văn liền sức các thứ hương tâm, hương thơm tới mà tự thiêu thân. Tán rằng đây là mục thứ tư, thiêu thân cúng dường có ba ý: một, sức dầu thơm; hai, nói rõ năm tháng; ba, chính thức thiêu thân. Kinh Văn quang minh chiếu khắp tới các đức Như Lai. Tán rằng trong này có hai mục: mục thứ năm quang minh chiếu khắp và mục thứ sáu chư Phật cùng khen. Trong mục cùng khen có ba ý: một, khen bằng cách nêu lên sự chân thực; hai, khen bằng cách so sánh; ba, kết luận về lời khen. Kinh Văn nói lời này xong tới thân ấy mới hết. Tán rằng đây là mục thứ bảy nói về thời gian, có hai phần: đầu tiên là im lặng, sau đó là thời gian. Kinh Văn Bồ Tát nhất thiết chúng sinh hỷ kiến tới bỗng nhiên hóa sinh. Tán rằng đây là mục thứ ba cũng giảng xá lợi. Trong phần nói về sự tu hành có 14 mục nhỏ: một, sinh xứ trốn sinh; hai, thuyết pháp; ba, khải bạch; bốn, tới chỗ Phật; năm, phó trúc; sáu, nhập diệt; bảy, dựng tháp; tám, nghĩ bảo; chín, đốt tay; mười, lợi ích; 11, chúng sinh buồn giàu; 12, tự thề; 13, nguyện mãn; 14, cảm sinh thủy ứng. Đây là mục đầu. Kinh Văn liền vì cha mình tới xả bỏ thân yêu quý, tán rằng đây là mục thứ hai, thuyết pháp. Kinh Văn thuyết kể ấy tới cúng dường Phật này. Tán rằng đây là mục thứ ba, khải bạch. Đầu tiên bạch vì sự trước kia, sau đó là bạch thỉnh đi tới. Văn phần đầu có ba ý: một, luận về Phật tại thế; hai, đắc tổng trì; ba, nghe thắng pháp Trần Ca La vân vân. Cầu xá luận quyển thứ 12 nói rằng số có 60, quên mất 8 số khác, cứ lấy 10 mà nhân với nhau dần tới thứ 16 thì gọi là Căng Yết La, còn gọi là Trần Ca La. Thứ 17 gọi là Đại Căng Yết La, thứ 18 gọi là Tần Bạt La, thứ 19 gọi là Đại Tần Bạt La, thứ 20 gọi là A Xô Bà, thứ 21 gọi là Đại A Xô Bà. Đây tóm lại là có 3 loại, tức là các số thứ tự 16, 18, 20. Kinh Văn bạch xong liền ngồi tới, vẫn còn tại thế ư? Tán rằng đây là mục 4 tới chỗ Phật có 3 phần: 1, đầu tiên đi tới; 2, thứ đến tán thán; 3, cuối cùng tác bạch. Kinh Văn bấy giờ Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức tới bao nhiêu ngàn tháp. Tán rằng đây là mục thứ năm nói về phó trúc có 4 ý: 1, nêu lên việc nhập diệt; 2, phó trúc về pháp; 3, phó trúc về cõi giới; 4, phó trúc về thể. Theo tăng kỷ luật, nếu có xá lợi nào thì nếu có xá lợi thì gọi là tháp bà, không có xá lợi thì gọi là chi đè, trong du già vân vân, thì nếu có xá lợi thì chỉ gọi là tốt đồ bà, nếu không có xá lợi thì chỉ gọi là chế đa. Không có danh từ tháp bà đó là phiên âm sai. Kinh Văn Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức tới nhập Niết Bàn
đoán rằng đây là mục sáu nhập diệt. Kinh Hoàng Nghiêm nói rằng Phật sự cứu cánh rồi thì vì có 10 nghĩa mà Phật thị hiện nhập đại niết bàn để chứng minh mọi hạnh đều vô thường. 2. Để chứng minh mọi thứ hữu vi chẳng phải yên ổn. 3. Để chứng tỏ nẻo niết bàn là yên ổn nhất. 4. Chứng tỏ bát niết bàn lìa xa mọi sự sợ hãi. 5. Vì các người chảy thích chấp trước sắc thân cho nên chứng minh rằng sắc thân là vô thường, là pháp mòn diệt, để khiến họ cầu trụ ở pháp thân thanh tịnh. 6. Để chứng minh lực vô thường là mạnh chẳng thể chuyển đổi. 7. Để chứng minh pháp hữu vi chẳng được tự tại. 8. Để chứng tỏ nam giới pháp thảy đều giống như khí cụ bị hư hoại vì không bền chắc. 9. Để chứng minh bát niết bàn là chân thực nhất vì chẳng thể hoại. 10. Để chứng minh bát niết bàn xa lìa sinh tử chẳng phải khởi diệt. Phật vì 10 nghĩa này mà thị hiện niết bàn.